Xa thú cô nhân pháp, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, cô tu nữ tuệ duyên, cô tu nữ tham mát cha ri. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc bài ôn kinh tiểu bộ ý tý bút tá cá, kinh Phật tự thuyết, chương 3 phẩm Nam Đa, bài 2 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Vát Thí, tại Chê Tá Vá Ná, khu vườn của ông Á Na Thá Bình Đế Cá. Lúc bấy giờ tôn giả Nam Đa, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sau với nhiều tỷ kheo: Này các hiền giả, tôi sống phạm hạnh, sau khi bỏ học tập tôi sẽ hoàn tục. Một tỳ kheo khác đi đến Thế Tôn, sau khi đến Thế Tôn đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, vị tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tôn giả Nan Đa, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sau, dần dần tôi sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn bảo tỷ kheo: Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo tỳ kheo Nan Đa: Hiền giả Nan Đa, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn: Đi đến tôn giả Nan Đa. Sau khi đến nói với tôn giả Nan Đa: Hiền giả Nan Đa, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, hiền giả, tôn giả Nan Đa. Dân đáp vị tỳ kheo ấy: Đi đến Thế Tôn. Sau khi đến Thế đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Nan Đa đang ngồi một bên: Có thật chăng này Nan Đa, ngươi nói như sau với nhiều tỳ kheo? Này các hiền giả, tôi sống phạm hạnh, không có hoan hỷ, tôi sẽ hoàn tục. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Nhưng này, không hoan hỷ cái gì? Ngươi sống phạm hạnh khiến ngươi không chịu nổi sống phạm hạnh, từ bỏ học tập ngươi sẽ hoàn tục. Bạch Thế Tôn, khi con từ bỏ gia đình, một thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước, với tóc chải mới nửa phần, ngó nhìn con và nói: Quý tử Ách Giá Bút Tá, hãy về gấp. Bạch Thế Tôn, vì con không thể quên nàng nên con sống phạm hạnh không có hoan hỷ, con không có thể chịu nổi đời sống phạm hạnh, sau khi từ bỏ học tập con sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn cầm tay tôn giả Nan Đa như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra, như vậy biến mất ở Chê Táo Vá Ná mà hiện và hiện ra ở tại cõi trời 33. Lúc bấy giờ khoảng 500 thiên nữ đi đến để học hạ thiên chủ sắc cá, và chúng được gọi là có chân như chim bồ câu. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo tôn giả Nan Đa: Này Nan Đa, ngươi có thấy 500 thiên nữ này có chân như chim bồ câu không? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Này Nan Đa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ai đẹp đẽ hơn, hay ai đáng ưa nhìn hơn, hay ai khả ái hơn? Thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước, hay 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này? Dạ thưa. Hết đoạn 1. Rạng đông kính mời cô tu nữ tề duyên đọc tiếp đoạn 2. Dạ, sa thú lành thai, cảm ơn chị Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh, kính lễ quý cô tu nữ và thanh trào đạo tràng. Dạ, bây giờ tự nhiên tiếp tục đọc đoạn 2. Dạ, cảm ơn huynh. Bạch Thế Tôn, ví như một con khỉ cái bị thương, Bá Lốt
Tamakati, tai mũi bị chặt đứt. Cũng vậy là Thích Ca nữ cô gái đẹp trong nước, nếu đem so sánh với 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này, không thể ước lường so sánh, không bằng một phần nhỏ, không thể so sánh với chúng. 500 thiên nữ này đẹp hơn, đáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn, hoan hỷ hơn, này Nanh Đá. Hãy hoan hỷ, này Nanh Đá, ta đền, ta đến hay ta đền? Ta đền. Bà tí phù gá, cho ngươi năm thiên nữ có chân như chim bồ câu ấy. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đền cho con 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu, thời Bạch Thế Tôn, con sẽ sống hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh. Rồi Thế Tôn cầm cánh tay của tôn giả Nanh Đá như người lực sĩ đang duỗi ra, như vậy biến mất ở chư thiên cõi trời 33, hiện ra ở Chê Tá Quan Á. Các tỳ kheo được nghe tôn giả Nanh Đá: em Thế Tôn, con của bà gì sống phạm hạnh vì mục đích thiên nữ? Chúng nói thế. Thế Tôn có hứa đền 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Rồi các tỳ kheo bạn của tôn giả Nanh Đá gọi tôn giả Nanh Đá là người làm thuê, Phá Tắc Cá, là người buôn bán, Úp Bắc Ký Tắc Cá. Tôn giả Nanh Đá là người làm thuê, tôn giả Nanh Đá là người buôn bán vì mục đích thiên nữ. Tôn giả Nanh Đá sống phạm hạnh. Thế Tôn có hứa đền cho 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu. Rồi tôn giả Nanh Đá bị bực phiền, Atiya Mano, tủi nhục, Haraya Mano, chán ngấy, Chiguchiya Mano, bởi bị gọi là người làm thuê, là người buôn bán, sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, tự tính, không bao lâu. Do mục đích gì thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vô thượng cứu cánh phạm hạnh ấy? Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Nanh Đá trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi một thiên nhân khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Tá Quan Á, đi đến Bạch Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên thiên nhân ấy, Bạch Thế Tôn, tôn giả Nanh Đá, con trai của bà gì, do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu giải thoát. Trí khởi lên nơi Thế Tôn Nanh Đá, do đoạn trừ các lậu hoặc, vô lậu tâm giải thoát. Rồi tôn giả Nanh Đá, sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên tôn giả Nanh Đá bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có hứa đền cho con 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa cho Thế Tôn lời hứa. Ê Tát Ma Bát Tít Sát Hoa,
đền ấy. Này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của ngươi do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tuệ giải thoát. Lại nữa, một thiên nhân có báo cho ta tin ấy, bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda, tuệ giải thoát. Vì rằng, này Ananda, tâm của ngươi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ, nên ta được giải thoát khỏi lời hứa này. Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Dạ, tự nhiên đã học đọc. À, còn nữa hả? Ai vượt khỏi bùng này đè bẹp gai của dục, đạt được si đoạn diệt, vị tỳ kheo như vậy không cảm thọ khổ lạc. Dạ hết. Dạ cảm ơn Quỳnh Bách Thanh Á. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Trần Đạo. Dạ Nam Mô Kích Thà Giá, Nam Mô Tâm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính lãnh lễ Thượng Tổ Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng, kính lễ con Tu Nữ Đại Viên, cô Tu Nữ Chia Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn cung như pháp cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kinh Tiểu Bộ Ý Chí Phật Ta Kinh Phật Tử Thuyết chương 3 phẩm A phẩm Năng Đá bài 2 đoạn 21. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Cetavana, khu vườn của ông Anathabindika. Lúc bấy giờ tôn giả Ananda, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sau với người tỳ kheo: này các hiền giả, tôi sống phạm hạnh, sau khi bỏ học tập tôi sẽ hoàn tục. Một tỳ kheo khác đi đến Thế Tôn, sau khi đến bảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, vì tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tôn giả Năng Đá, em của Thế Tôn, con của người gì nói như sau, tôi sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn bảo một tỳ kheo: này tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo tỳ kheo Năng Đá: hiền giả Năng Đá, bậc đạo sư gọi hiền giả, thưa dân bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, rồi đi đến tôn giả Năng Đá. Sau khi đến nói với tôn giả Năng Đá: hiền giả Năng Đa, Phật đạo sư gọi hiền giả, thư dân hiền giả, tôn giả Năng Đa vâng đáp vị tỳ kheo ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Năng Đa đang ngồi một bên: có thật chân này Năng Đa, ngươi nói như sao với nhiều tỳ kheo: này các hiền giả, tôi sống phạm hạnh, không có quan hệ, tôi sẽ hoàn tục. Thưa dân bạch Thế Tôn, như này không quan hỷ cái gì, ngươi sống phạm hạnh khiến ngươi không chịu nổi sống phạm hạnh, từ bỏ học tập sẽ hoàn tục. Bạch Thế Tôn, khi con từ bỏ gia đình, một Thích Ca nữ, cô gái đẹp trong nước với tóc chải mới nửa phần, ngó nhìn con và nói: Thí tử A Dấp Bích Tá, hãy về gấp. Bạch Thế Tôn, vì con không thể quên nàng nên con sống phạm hạnh không có quan hỷ, con không thể chịu nổi đời sống phạm hạnh, sau khi từ bỏ học tập con sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn cầm tay tôn giả Năng Đá như người lực sĩ giữ bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang giữ ra, như vậy biến mất ở Cetavana và hiện tại cõi trời 33. Lúc bấy giờ khoảng 500 thiếu nữ đi đến để hầu hạ thiên chủ sắc cá, và chúng được gọi là cô chân như chim bồ câu cấp quốc tá ba đi ní. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo tôn giả Năng Đá: này Năng Đá, ngươi có thấy 500 thiên nữ này có chân như chim bồ câu không? Thưa dân bạch Thế Tôn, này Năng Đa, nhà ngươi nghĩ thế nào?
ai đẹp đẽ hơn, ai đáng ưa nhìn hơn, hay ai khả ái hơn, Thích Ca nữ cô gái đẹp trong nước, hay 500 thiên nữ có chơi bồ câu này. Dạ, cảm ơn Quân Bác Thanh An đã phát bài ạ. Dạ, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, thì xin mời chị Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thường tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc tiếp đoạn 2. Bạch Thế Tôn, ví như một con khỉ cái bị thương. Bá Lút Thá Mắt Cá Tí, tai mũi bị chặt đứt. Cũng vậy là Thích Ca nữ, cô gái đẹp trong nước, nếu đem so với 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này, không thể ước lường so sánh, không bằng một phần nhỏ, không thể so sánh với chúng. 500 thiên nữ này đẹp hơn, đáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn. Hãy quan hỷ này Nan Đá, hãy quan hỷ này Nan Đá, ta đền Pa-ti-bô-gá cho ngươi 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu ấy. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đền cho con 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu, thời Bạch Thế Tôn, con sẽ sống quan hỷ trong đời sống phạm hạnh. Rồi Thế Tôn cầm cánh tay của tôn giả Nan Đá như người lực sĩ đang duỗi ra, như vậy biến mất ở chư thiên cõi trời 33, hiện ra ở Chê Tá Quá Ná. Các tỷ kheo được nghe tôn giả Nan Đá: em Thế Tôn, con của bà dì sống phạm hạnh vì mục đích thiên nữ. Chúng nói Thế Tôn có hứa đền 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Rồi các tỳ kheo bạn của tôn giả Nan Đá gọi tôn giả Nan Đá là người làm thuê, Bá Tá Cá là người buôn bán, U Pát Ký Tá Cá. Tôn giả Nan Đá là người làm thuê, tôn giả Nan Đá là người buôn bán. Vì mục đích thiên nữ, tôn giả Nan Đá sống đời phạm hạnh. Thế Tôn có hứa đền cho 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu. Rồi tôn giả Nan Đá bị bực phiền, Ati Giá Mano tuổi nhục, Ha Ra Giá Mano chán ngấy, Chi Gúp Chi Giá Mano bởi bị gọi là người làm thuê, là người buôn bán, sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, tự tin không bao lâu. Mục đích gì thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Vô tính không bao lâu do mục đích gì? Thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ sống không gia đình, vô thượng cứu cánh phạm hạnh ấy ngay trong hiện tại. Vì ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và trú. Vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Nan Đá trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi một thiên nhân khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Tá Quá Ná, đi đến Bạch Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên thiên nhân ấy, Bạch
Thế Tôn, bạch Thế Tôn, Tôn giả Nam Đá, con trai của bà gì do đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu giải thoát. Trí khởi lên nơi Thế Tôn Nam Đá do đoạn trừ các lậu hoặc vô lậu tâm giải thoát. Rồi Tôn giả Nam Đá sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Nam Đá bạch Thế Tôn, con cứ hứa đền. Thế Tôn có hứa đền cho con 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏ cho Thế Tôn lời hứa ấy. Ê Tát Ma Pa Tít Xá Qua đền ấy, này Ananda, với tâm của ta, ta biết rõ tâm của ngươi do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tuệ giải thoát. Lại nữa, một thiên nhân có báo cho ta tin ấy. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda, tuệ giải thoát. Vì rằng này Nam Đá, tâm của ngươi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, hoặc không còn chấp thủ, nên ta được giải thoát khỏi lời hứa này. Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Ai vượt khỏi bùn này, đè bẹp gai của dục, đạt được suy đoạn diệt, vị tỷ kheo như vậy không cảm thọ khổ lạc. Và cảm nhân đã đọc bài xong, mến mời bằng tay của Quan Thanh. Cô Cẩm Vân đảnh lễ Ba Ngôi Bảo, ân đức Phật, ân pháp, ân con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đấy. Quý sư hiện diện trong đạo chư bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tệ Duyên. Cô nữ tham mái xa con kính, con xin đọc bài. Kinh Tiểu Bộ Y Tí Phút Tá Cá Cây Dương Ba Phẩm Ăn Đạt. Nghe ở tại Chê Tá Quá Ná, vườn của ông Na Tha Ca hết rồi. Ở Tôn Giả em của Thế nói sau với nhiều các bạn, sau khi bỏ tôi một tiếng đi đến xuống một xuống một Thế Tôn đá người alo đạo tràng có
Thế Tôn bảo một tỳ kheo này, tỳ kheo hãy đi và nhân danh bảo tỳ kheo Nan Đá Thiền và mời Pháp Nguồn Lào Cai Cẩm Mịch ạ. Dạ, hôm nay mạng nó hơi chập chờn tí, nãy con nghe cô Quang Thanh đọc cũng không được rõ lắm. Mọi người nghe tiếng con ạ. Con xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom ạ. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Đã con xin được đọc tiếp ạ. Cho con xin được bài con đọc. Đã. Cảm ơn Huynh Quát Thân Á cho bài đọc. Con xin được đọc tiếp đoạn 2. Bạch Thế Tôn, ví như một con khỉ cái bị thương, Phá Lút Thá Má Cá Tí, tai mũi bị chặt đứt cũng vậy, là Thích Ca. Như vậy là Thích Ca nữ cô gái đẹp nước, nếu đem so sánh với 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này, không thể ước lượng, so sánh không bằng một phần nhỏ, không thể so sánh với chúng. 500 thiên nữ này đẹp hơn, dáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn. Hãy hoan hỷ này Nan Đá, hãy hoan hỷ này Nan Đá. Ta đền Patipogá cho ngươi 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu ấy. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đền cho con 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu, thời Bạch Thế Tôn con sẽ sống hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh. Rồi Thế Tôn cầm cánh tay của Tôn giả Nan Đá như người lực sĩ đang duỗi ra, như vậy biến mất ở chư thiên cõi trời 33, hiện ra ở Chê Ta Quán Ná. Các tỷ kheo được nghe Tôn giả Nan Đá, em Thế Tôn, con của bà dì sống phạm hạnh vì mục đích thiên nữ, chúng nói Thế Tôn có hứa đền 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Rồi các tỷ kheo bạn của Tôn giả Nan Đá gọi Tôn giả Nan Đá là người làm thuê Phá Tá Cá, là người buôn bán Úp Phá Khít Tá Cá. Tôn giả Nan Đá là người làm thuê, Tôn giả Nan Đá là người buôn bán vì mục đích thiên nữ, Tôn giả Nan Đá sống phạm hạnh. Thế Tôn có hứa đền cho 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu. Rồi Tôn giả Nan Đá bị bực phiền, A Tí Giá Mano tủi nhục, Ha Ra Giá Mano chán ngấy, Chi Quốc Chí Giá Mano bởi bị gọi là người làm thuê, là người buôn bán, sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, tự tín. Không bao lâu do mục đích gì, thiện nam tử trơn tránh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vô thượng cứu cánh phạm hạnh ấy. Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ, sanh đạn phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Nan Đá trở thành một vị A-la-hán nữa, rồi một thiên nhân khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Ta Quán Á. Đi đến Bạch Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên thiên nhân ấy, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nan Đá, con trai của bà gì, do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu giải thoát. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Nan Đá bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có hứa đền cho con 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa cho Thế Tôn lời hứa. Etasma
bá tít xá hoa đền ấy. Này Ananda, với tâm của ta, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của ngươi. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tuệ giải thoát. Lại nữa, một thiên nhân có báo cho ta tin ấy, bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda, tuệ giải thoát. Vì rằng này Ananda, tâm của ngươi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ, nên ta được giải thoát khỏi lời hứa này. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Ai vượt khỏi bùn này, đè bẹp gai của dục, đạt được si đoạn diệt, vị tỷ kheo như vậy, không cảm thọ khổ lạc. Dạ hết ạ, con đã đọc xong, con xin được xuống lách mời một vị khác ạ. Dạ, xà thú, kính cảm ơn xin Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ minh chào Sư Khá, anh Đức Khá dưới vào đạo tràng. Dạ Như Pháp xin kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cô Cẩm Vân, Hoàng Thanh, Pháp Nguồn Lào Cai, xích Trần Đạo, cô Rạng Đông. Ta hoàn hỷ ôn bài ngày hôm nay và kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng. Dạ, hôm nay Thượng Tọa Pháp Tân bận đi xa nên không có thể vào giảng được, nên đạo tràng được phép ôn bài trễ. Và bây giờ thì đạo tràng hoan hỷ ngồi lại để nghe bằng của Thượng Tọa Giác Nguyên, tức là Sư Tại Khanh, và sẽ được Rạng Đông đưa lên để đạo tràng cùng nghe. Và kính mong quý ngài chứng minh, cũng như kính mong đạo tràng hoan hỷ ở lại nghe pháp nghe, đừng đợi rung nghe. Dạ bây giờ mời Rạng Đông. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Rồi. Cái kinh này có một nội dung rất là sâu, cũng có một điều là nếu mà mình chỉ đọc cái bản chánh kinh không thì cũng hơi mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Thì theo ở trong chú giải đó, thì cái nội dung bài kinh nó có cái ý nghĩa như thế này. Chúng ta có hai cách nhìn về thế giới này. Dạ, chúng ta có hai cách nhìn. Thứ nhất là cách nhìn trên cái phương diện gọi là túc đế, là chế định, là thi thiết, là biến kế sở chấp, cách nhìn của thế trí biện thông. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn một cái cục đất thì chúng ta gọi đó là cái tượng gốm, cái bình gốm. Và trong khi đó, nói chung quy lại thì cái tượng gốm hay là cái bình gốm thì nó cũng chỉ là từ cục đất này, và tùy thuộc vào cái hình dáng, tùy thuộc vào cái màu sắc, tùy thuộc vào những cái chi tiết này nọ trên một cái khối đất, một miếng đá, một miếng loại, một miếng gỗ, một miếng nhựa, thì chúng ta mới gọi tên nó, gọi tên nó theo cái cách hiểu thường thức của thế gian. Thì mình gọi đó là nam, là nữ, nhưng mà thật ra đó chỉ là một cái khối thịt gân xương thôi, thịt da gân xương với mớ lục phủ ngũ tạng là đó, thì mình mới gọi đó là nam, đó là nữ nha. Chứ còn mà mình bỏ vô cối mình quết thì ai cũng như người nấy, bỏ vô lò thiêu thì ai cũng như người nấy, bánh xe mình đã nghiến qua rồi thì ai cũng như người nấy thôi. Nhưng mà tùy thuộc vào hình dáng, màu sắc và những chi tiết lớn bé trên một cái khối vật chất thì mình gọi đó là nam, là nữ, là thùng thao, chum chóe. Yeah. Rồi về tinh thần chúng ta cũng có những cái khái niệm, thí dụ như khái niệm về hội họa, nó ngoài cái thị giác nó còn có cái giác quan thứ sáu nữa. Rồi những khái niệm, mà những cái khái niệm về hội họa, những khái niệm về âm nhạc, những khái niệm về kiến trúc nha.
thì những cái hình dung, những liên tưởng đó mình gắn lên nó vô vàn những cái khái niệm, những cái ý niệm, những cái quan niệm, những thành kiến, những định kiến, những cái biên kiến. Thì cái mình quan sát thế giới như vậy đó, gọi là quan sát theo cái phương diện tục đế, hay là chế định, hay là thi thiết nha. Cái cách nhìn thế giới này, ở cái cách nhìn thứ hai đó, tức là mình nhìn ngắm nó từ cái góc độ bản chất, cái cách một đó là quan sát nó trên cái hiện tượng, nhưng mà cái cách hai là quan sát nó trên bản chất. Thì cái cách quan sát này nè là chỉ có chư Phật mới dạy cho mình biết thôi, chư Phật mới dạy cho mình biết. Có chư Phật ra đời, chư Phật mới dạy cho mình từng bước như là mẹ dạy con vậy đó. Trước hết đó là ngài dạy rằng cái thân này nó dơ lắm, cái thân này nó dơ lắm. Người ta gọi là đẹp, xấu, già, trẻ, nam, nữ gì đi nữa thì chỉ là một cái khối 32 thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mật đàm, mũ, máu, mồ hôi, phân, nước tiểu gì đó. Thì đó là cách một. Nhưng mà tới cái cách hai đó, thì cách một là nói với một số người hữu duyên, họ nghe và họ đã quải, họ đã chán, họ muốn buông rồi. Nhưng mà có một số người đó thì họ không có thích nghe cái kiểu đó, mà họ thích nghe cái kiểu nó rốt ráo hơn. Đó là ngài dạy rằng nam phụ lão ấu, già trẻ bé lớn, đẹp xấu, da trắng, da đen, da vàng, da trắng gì đi nữa thì chỉ là một khối năm quận, 12 xứ, 18 giới, chỉ là bốn đế, chỉ là 12 duyên khởi, chỉ là 24 duyên hệ, chỉ vậy thôi nha. Thì cái cách nhìn rốt ráo này được gọi là nhìn qua khía cạnh trên đế. Mình trước hết mình phải đánh một cái vòng như vậy, đánh một cái vòng như vậy nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi vô nội dung bài kinh này. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng khi mà một cái vị tỷ kheo mà tu tập tuệ quán, cái này chúng tôi căn cứ vào chú giải mà giảng nha, chứ chúng tôi tuyệt đối không có giảng theo ý riêng, chúng tôi biết cái khỉ gì mà giảng nha. Và có rất là nhiều người cực kỳ tào lao trong cái room này, khi nghe chúng tôi giảng cái gì mà nó vượt quá cái biết của họ đó thì họ mới bèn phán là biết này ở đâu. Mà trong khi đó thì cả đời không có dám đụng tới trai kinh trang sách, cả đời không có dám lục lạo lên đó để kiếm kinh điển mà coi. Cứ đem cái bư của mình ra nghe ai nói cái gì mà nó quá cái tầm của mình, quá cái đầu chí mến của mình là bắt đầu mình hoang mang nghi hoặc nha. Muốn vừa vừa đó nha. Thì ở đây các vị nghe tôi giảng lạ quá rồi mới mở chú giải ra coi trong đó họ nói cái gì nha. Rồi nói rằng cả và một tỷ kheo ở trong bài kinh này, cái phần tỷ kheo đó nó riêng nha. Khi mà vị nó quan sát là sắc, thọ, tưởng, hành mà từ góc độ đế, từ cái góc rốt ráo, khi mà đã có được một cái nhìn như vậy, vị ấy không muốn quay lui. Là mới ghi một cái này nha, là mới ghi một cái này. Một cái người mà họ đã thấm thía rốt ráo cái bản chất chân đế của sắc, thọ, tưởng, hành thì họ không còn có cái ý muốn gọi là quay lui để mà quan sát thế giới từ cái góc cạnh chế định nữa. Hôm qua là vì cái đời sống, vì cái nhu cầu trước mắt thì người ta phải tiếp tục ăn uống, tắm rửa, đi đứng, nói cười, chứ còn muốn là không. Tôi nhắc lại lần nữa, thấm thía rốt ráo nha, nó rốt ráo. Chứ còn cái kiểu mà tu cà lơ phất phơ ở ví dầu như ba cái thứ hành giả của mình mà đi qua miếng điện mà ba mớ thì cái đó tôi không có nói. Mà tôi muốn nói là cái người mà thấm thía đó, thấm thía thật sự biết chán sợ cái tánh sanh diệt của danh sách, thấy rõ dầu là phàm nhưng mà gọi là thấy rõ tin chắc nha, thấy rõ và tin chắc rằng nó là mình đó, đời sống của mỗi người nó chỉ là cái sự lắp ráp ghép nối của từng cái sát na, sắc và danh. Mình thấy mình ngon lành hay gì đó, mình thấy mình đẹp, mình giỏi, nhưng mà thật ra đó chỉ là một khối năm quẩn thôi, chỉ là khối năm quẩn. Mà tại sao mà trong cái kinh này nè Thế Tôn lại không nhắc đến thức quẩn? Là bởi vì tôi không biết bao nhiêu lần mà con cứ quên, không có nhớ nha. Tôi nói cái A Tỳ Đàm mà quý vị học mà cái kiểu mà kiểu mẫu giáo, kiểu kinh từ ca tình, cái kiểu mà mầm non á, thì tâm có 121,
rồi tâm sở thì có 52, rồi sắc pháp thì có 18 đại khái nha. Nhưng mà nếu các vị học có cái chiều rộng, có chiều sâu, học cả bên tạng kinh lẫn a tệ a tỳ đàm, thì các vị thấy rằng là cái gọi là tâm, là tâm sở, là sắc pháp, nó có nhiều cái cách chia, chứ không phải chỉ có một cách mà quý vị học như em bé nó nằm ngửa bú bình mà cứ tối ngày ăn rồi cứ là cứ 121 làm tới nha. Tâm nó có nhiều cách kể, tâm kể một cũng được, đó là sự biết cảnh hết, tâm phàm, tâm thánh, tâm thiện, tâm ác, tâm dục, tâm thiền, giống giải gì hết đấy, mà tâm biết cảnh thôi, chỉ có một. Dạ, đó là cách kể gọn. Cái thứ hai nữa là canh tâm kể có hai, đó là tâm phàm, tâm thánh. À, rồi cái thứ ba nữa đó là cái tâm mà kể có bốn, đó là tâm dục, sắc, vô sắc và tâm siêu thế. Cái tâm mà kể có sáu là sáu thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Xem chưa? Đó, tâm có nhiều cách kể. Rồi tâm mà kể có 89, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bốn đạo, bốn quả. 40 tâm siêu thế, người ta chỉ kể còn có 8 thôi. Dạ, ta kể có 8 thôi. Ví dụ như là tại sao mà bốn đạo bốn quả mà kể thành 40, là bởi vì bốn tầng, mỗi cái tầng thánh đem nhân, mỗi cái tầng thánh đạo đem nhân với năm tầng thiền. Thì bốn tầng thánh mà đem nhân với năm tầng thiền nó mốt 120. Rồi đó là đạo đó, còn quả cũng vậy. Cứ mỗi tầng thánh quả đem nhân cho năm tầng thiền vậy cũng ra 20. Như vậy thì bốn đạo nó thành ra là 20 tâm đạo, mà bốn quả nó thành ra 20 tâm quả, tổng cộng lại là 40 tâm siêu thế. Thấy chưa? Đó. Khi mà tâm siêu thế được kể rộng như vậy thì tâm nó ra tới 121, có nghĩa là 54 tâm dục giới. À, rồi 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc và 40 tâm siêu thế, tổng cộng là 121. Còn nếu mà người ta kể gọn đó thì người ta bốn cái 40 tâm siêu thế mình chỉ kể có 8 thôi, có nghĩa là bốn đạo bốn quả thôi. Đó. Nó khổ vậy đó, mà cứ ăn rồi là cứ khư ôm số 121 làm của hồi môn, không có dám rời ra. Đó. Cũng giống như con kẻ cứ nói đạo đế là cứ ôm số 8. Mà không biết học kiểu gì mà cứ đạo đế chỉ biết số 8 thôi, trong khi tam học cũng là đạo đế. 37 phẩm bồ đề cũng là đạo đế. Bốn niệm xứ cũng là đạo đế, thất giác chi cũng là đạo đế, tứ chánh cần cũng là đạo đế, bát chánh đạo cũng là đạo đế. Kịp chưa? Mà cứ ôm con số 8 nó làm tới hoài à, khổ quá đi nha. Đó, rồi. Nói như vậy có nghĩa là tâm mình có thể kể gọn hoặc có thể kể rộng là một. Thứ hai, tâm không bao giờ mà nó đi một mình hết, bất cứ giây phút nào nha. Đã nói tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh, tâm dục, tâm thiền. Thì bất cứ một cái tâm nào nó cũng phải có thọ tưởng hành, cộng lại mới ra nó. Cái tâm nó chỉ là biết thôi chứ không có không thiện không ác nha. Nhớ nhà tâm vốn, nếu chỉ nói về tâm mà không có thiện không ác gì hết á. Còn sở dĩ mà mình thấy có tâm tham, tâm sân là tại sao? Là bởi vì cái biết. À, cái biết không thiện không ác mà nó đi cộng với ba cái tâm sở bất thiện thì nó bèn ra tâm bất thiện. Nó cộng với mấy tâm cái sở, tâm sở tham thì nó ra tâm tham, cộng với mấy cái tâm sở thuộc nhóm sân ấy, thì nó ra tâm sân. Nó cộng với mấy cái tâm sở thuộc nhóm si thì nó ra tâm si. Nó cũng giống như nước vậy đó, mình muốn nước cam hay là nước suối hay là nước chanh hay là nước canh. À, thì nước gì nước, nước chỉ là một thôi. À, rồi mà bây giờ mình mới cộng với cái gì đó nó mới ra cái nước gì đó nha. Biết trong rung hiểu không ta? Biết trong rung hiểu chỗ này không? Chính vì cái chỗ này đây ngài không có kể cái thức của chi cho nó mệt, ngài kể bốn thôi. À, ngài kể bốn thôi, ngài chỉ kể bốn. Ngài nói rằng một cái vị tỷ kheo mà quan sát cái sắc quẩn mà tới chốn một cách rốt ráo qua cái khía cạnh chân đế, thì vị ấy không có lý do gì mà quay lui mà ngắm nghía thưởng thức cái cuộc đời này từ cái góc độ chế định. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần mà các vị ăn rồi cứ trầm mền ngủ cứ mở má ra là đi đánh bài tí sắc làm sao mà nhớ nha.
Đó là khi mà mình chưa cái biết đạo gì hết, mình thấy đời mình nó là một cái lai, một cái đường dài. Từ 1 tuổi, 2 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi, nó là một đường thẳng nha. Học đạo ba mớ đó, mình biết không, cái thân này, tâm này nó không phải là một, mà nó là sự ghép nối, sự lắp ráp của từng đốm, từng mảng thiện ác buồn vui. Đó là mình học, có học đạo đó. Nhưng mà tới lúc mà mình hành tứ niệm xứ, mình quan sát thân tâm đó, thì mình thấy hình như là cái đốm hay là cái mảng, cái bệt, hình như nó hơi bự, nó hơi lớn, nó hơi to, nó hơi cồng kềnh, nó không có đúng lắm so với cái thực tại mà gọi là chi ly lúc chút của tâm. À, cho nên hồi đầu mình thấy đời mình nó là một cái đường thẳng, không có chỗ ghép nối, không có đứt đoạn. Rồi học ba mớ mình mới thấy đời mình nó là từng bệt, từng đốm ghép lại. Nhưng mà tới hồi mình mà hành tứ niệm xứ, sống chánh niệm, sống có trí tuệ miên mật rốt ráo, thì mình thấy nó không phải là mảng là bệt, mà nó là từng chấm. Đó. Thí dụ như mình thấy rằng là mình đang nổi giận với gì. Trước đây là mình chỉ thấy rằng là đời sống mình trong một ngày, lúc tham, lúc giận, lúc thích, lúc ghét, lúc sợ, lúc hờn, lúc ghen, lúc tiếc. Đó. Nhưng mà bây giờ thấy còn ghê hơn nữa, mình thấy còn ghê hơn nữa. Đó. Mình không phải thấy bệt vậy mà mình còn biết rõ cái được gọi là tâm sân ấy, nó gồm trong đó nó, thứ nhất là cái biết của tâm đó cả. Rồi nó đi vào trong đó, nó đi cùng với cái tâm sở gì. Hễ sân mà sân tật lẫn hối, sân mà có lúc nó đang ghen tuông ganh tị thì đó là tật, tâm sở tật. Còn tâm sân mà nó đi kèm với cái tiết của đó thì nó là lạnh. Tâm sân mà nó đi với sự hối hận thì nó đi với tâm sở hối. À, và đồng thời chúng ta cũng biết rằng là nó không phải chỉ có một cái tâm sở bất thiện không, nó lúc nào nó cũng có 13 cái tâm sở gọi là tự tha, nó đi chung. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, tâm chỉ là một, nó chỉ là biết cảnh thôi, nó là biết thôi, là nhận thức thôi, nó không thể ngát gì hết. Muốn ra một cái tâm thiện, tâm ác, tâm phạm, tâm thánh, tâm dục, tâm thiền thì nó phải cộng, nó phải gồm tới 3 phần. Là phần một là cái tâm đi, thứ hai là nó phải cộng với 13 tâm sở mang cái nội dung trung hòa. Trung hòa là sao? Trung hòa có nghĩa là tâm thiện, tâm ác gì cũng phải có 13 cái ông hết để mình nấu canh. Tôi không cần biết đó là canh khoai hay là canh rau hay là canh trái, canh củ, canh gì tôi chẳng cần biết. Tôi chỉ biết canh là bao giờ cũng phải có nước nè, có muối nè, có một tí đường dặm vô cho nó đậm cái vị lại nha. Canh gì canh nhưng mà cũng phải có chút xíu muối, chút xíu đường, chút xíu bột ngọt. Còn cái gì nấu cái gì viện canh chay, canh mặn, canh gì đó tôi không cần biết, mà tôi chỉ biết. Thì như vậy tâm nó giống như nước vậy đó, giống như nước lạnh vậy đó. Còn 13 cái kia thì nó giống như là những cái gia vị trung hòa. Các vị nghe kịp chưa? Rồi, gia vị trung hòa. Trung hòa nghĩa là canh gì cũng phải xài cho nó hết. Rồi bây giờ tới cái thứ ba mới ghê nè. Nếu đó là tâm thiện đó, thì nó bên cạnh cái trung hòa này nó phải cộng với mấy tâm sở thiện. Còn nếu mà tâm bất thiện, trung hòa nó phải cộng thêm mấy cái bất thiện. Cũng giống như mình nấu canh gì cũng cần biết, nhưng mà nước nè, muối nè, đường nè, bột ngọt. Rồi bây giờ nè, bây giờ mới nói canh khoai nè. Khoai từ, khoai mỡ, khoai môn thì mình đập dập liền vô, sắc mỏng mỏng liền vô. Còn canh trái, ví dụ như canh bí, canh bầu, canh khổ qua, canh trái vả, canh trái sung, canh trái mít gì đó thì mình cũng liền vô. Bây giờ tới canh rau thiên lý, rau tập tàng, rau muống, rau mồng tơi, rau tào lao gì đó mình cũng rồi. Bây giờ tới canh rau, nhưng mà căn bản là nước cộng với các cái gia vị trung hòa. Trung hòa nghĩa là nó không thuộc về một cái nồi riêng tư nào hết, nó không thuộc về loại canh đặc biệt nào hết, canh nào cũng phải xài tới đó nha. Rồi thì như vậy một cái hành giả mà coi như là tu mà tu chánh niệm xứ mà rốt ráo đó, thì khi một cái tâm sân bất thiện mà nó xuất hiện là vị này biết ngay đây là tâm sân. Mà cái biết này nó ghê lắm, chẳng những biết nó là tâm sân mà còn biết cái nội dung nó là cái gì trong đó nữa nha. Đó, biết cái gì trong đó. À, buổi đầu là mình biết theo sách vở từ chương, nhưng mà dần dần ấy, trong một cái chánh niệm tỉnh giác mà lâu ngày ấy, thì mình thấm thía nó bằng chính cái chánh niệm và trí tuệ của mình. Cái biết lúc này nó không có phải thông qua cái sự vay mượn của ai hết, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Còn mà
mà tôi nhắc lại một lần nữa, là khi mà hành giả mà sống ở trong một cái chánh niệm liên tục và một cái trí tuệ tinh tường đối với danh sắc bản thân, thì lúc đó hành giả không còn có cái ý hướng quay trở lại nữa, quay trở lại cái gọi là cái kiểu sống mà chật vật như trước đây. Trước đây mình muốn giận ai đó dễ lắm, mình muốn giận ai đó chỉ cần mình sống an, mình sống ở trong cái chế định là mình giận rồi. Là thằng Tèo nó chửi tôi, có nghĩa là trong đời này nó có tồn tại một cái thằng tên là thằng Tèo, và nó có tồn tại một cái cá thể gọi là tôi. Chính cái thằng Tèo nó là một cái ngã, rồi tôi nó là một cái ngã. Trong đầu mình nghĩ như vậy đó, mình nghĩ là thằng Tèo nó làm tổn thân thương tôi, nó xúc phạm tôi, nó coi rẻ tôi. Như bây giờ tôi hỏi các vị nha, tôi đã hỏi rất là nhiều lần đó, là một người đi trong đêm tối, chèo xuồng trong đêm, thình lình bị một chiếc xuồng khác tông vào nha. Rồi nếu mà mình thấy trên chiếc xuồng đó không có ai thì cảm giác mình nó khác, mình nghĩ xuồng của ai đó, cột không có chắc, cho nên nó bị nước bị gió nó thổi trôi, mình cảm giác mình nó khác. Còn nếu mà mình nhìn trên cái xuồng mà mới vừa tông mình đó, mà trong đó có một người đó, là mình lại khác. Các vị nghe kịp không? Trong rừng cứ nghe kịp cái này chúng ta kịp không? Có nghĩa là mình cũng bị tông, nhưng mà nếu mình nhìn thấy trên chiếc xuồng kia nó có người là cảm giác nó khác. Các vị cho tôi nói thiệt luôn nha, đừng có mà ba xạo ở chỗ này. Nếu mình là một đứa háo sắc mà cái chiếc xuồng kia nó tông mình, mà trên đó là một hot girl đó, hay là một em dễ thương đó, là tình hình nó có khác không? Đêm tối mà gió riu riu trên mặt sông vắng lặng mà người đẹp tông mình đó, như đó lại là cái cớ bằng vàng mà mình phải lạy tạ Thượng Đế, Chúa Cha, Chúa Trời đã ban cho mình cái cơ hội đụng xuồng đó nữa nha. Còn nếu mình là một đứa, một con gái mà hám trai đó, mà mình ngó ra chiếc xuồng tông mình nó là một hot boy đó, thì tình hình nó lại khác. Ngó trên đó mà thấy như là một ca sĩ, một diễn viên, một người mẫu, một thần tượng mà mình đắm đuối đê mê. Mình nó tông mình, mỗi anh đi đâu nó anh mới vừa đá World Cup ở mình nghe, anh về đây đó là trời đất ơi, anh tên anh là Cristiano Ronaldo, đó là cái tình hình nó khác nha. Còn cái kiểu mà coi như nó tông mình mà một cái mặt nó nhìn nản quá là tình hình nó khác nha. Như vậy thì mình thấy rõ ràng cũng bị thuyền tông, nhưng mà chiếc thuyền kia có người hay không là tình hình nó có khác rồi. Và ai tông mình như vậy có nghĩa là cũng trong cái chuyện tai nạn đó, nhưng mà tùy vào cái nhận thức, cái đánh giá, cái cảm nhận của mình trước đối phương mà ta bèn có thương thích hay ghét sợ. Các vị nghe chưa? Rồi một chuyện nữa, trước đây mình bị chúng nó chửi, nó tát cho mặt mình, nó hất nguyên một cái xô nước lau nhà cho mặt mình nổi điên lên ha. Nó đi ngang nó nhổ nước bọt cái tẹt trước mặt mình nổi dịch lên nha. Nhưng mà nếu mà một hành giả tu tứ niệm xứ mà tới nơi đó, hành giả phải suy nghĩ như thế này. Các vị nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi ngủ sạch rồi. Đấy. Khi mà mình hành giả nổi điên lên, hành giả suy nghĩ thế này: ta giận cái gì trong trường hợp này? Bàn tay vàng nào đã tạt nước lên người của ta? Bàn tay đó là vô trí, do cái tâm ý của cái kẻ mà điều khiển cái bàn tay đó. Cái tâm ý đó mới là vấn đề, chứ còn cái bàn tay kia nó vô tội, bởi vì nó là vô trí. Bởi vì xác chết nào không có tay? Bàn tay của xác chết không có gây tội ác, đàn bà không có lỗi, nhớ nha, đàn bà không có lỗi, bàn tay ấy vốn dĩ không có lỗi. Mà cái lỗi nó nằm ở là cái bàn tay ấy được điều động bởi cái tâm ý trời ơi nào đó nha. Nó được điều động bởi cái tâm ý. Như vậy mà nếu mình giận là mình giận cái tâm ghê, ta phải giận cái tay. Rồi hành giả mới đi thêm một cái nữa, hành giả thấy rằng cái gọi là tâm nó sanh diệt chớp nhoáng. Một thời gian mà mình nháy mắt trong khoảnh khắc cực ngắn ấy, tâm sanh diệt triệu lần, thì mình giận cái gì đây trong cái nắm cát ấy, trong một nắm cát được gọi là tâm tâm xấu đó, mà người ta muốn làm một cái chuyện tổn thương mình là người ta phải huy động một cái lượng tâm xấu nó nhiều và nó rối như là một nắm cát vậy quý vị. Chúng tôi nói gì trong kinh này có hiểu không ta? Trong kinh này có nghe kịp không? Có nghĩa là người không học đạo thì không biết cái này, nhưng mà người học đạo thì sẽ hiểu rằng để có được một phút giây mà làm bậy đó, hoặc là một phút giây làm thiện đó,
thì cái tâm thức của chúng ta nó phải huy động một cái lực lượng tâm lý mà nó rối, mà nó nhiều, mà nó đa đoan, mà nó đa dạng như là một nắm cát vậy, chứ không ít. Như vậy thì mình giận nắm cát có đáng không? Đó, chưa hết còn chuyện nữa. Hồi nãy giờ tôi nói mà tại vì tôi đầu nó làm lẹ quá cho nên cái miệng tôi nói mà tôi không có trích dẫn ở đâu, cho nên bà con tưởng là cái đó là của tôi nha. Thí dụ như nãy cái vụ mà chiếc xuồng đó là của Nhật, cái chuyện thiền của Nhật chứ không phải của tôi nghĩ ra. Rồi bây giờ tôi kể chuyện Bắc Tông cho mấy vị nghe nè, mấy cái dân tàu hủ nó xì dầu nghe nè. Ở bên Bắc Tông có cái câu chuyện này. Đó là bên đó họ kêu là Đại Đại Thừa đó. Một cái kẻ không có cái trí tuệ, không có cái căn khí Đại Thừa là giống như một con chó vậy. Khi mà mình lấy cái cục đá mình chọi con chó thì con chó nó sẽ cắn cái cục đá đó. Cái đối tượng đầu tiên mà nó giận rất có thể là cục đá đó. Cục đá đã làm cho nó đau đó. Và con rắn cũng vậy. Vì lấy cái cây của gì dít đó đi là nó mổ vô cái cây, đúng vậy không ta? À, nó mổ vô cái cây là vì sao? Là vì cái chuyện đầu tiên là nó giận cái gì mà đã trực tiếp tấn công nó. Đó. Mà trong khi lẽ ra cái con rắn ấy, con chó ấy, lẽ ra nó phải giận là giận cái kẻ nào mà đã làm cho nó đau, kẻ nào mà mới vừa động vào cái người của nó. Chứ còn nó không nên giận cái cục đá, không nên giận cái khúc cây đó nha. À, mà cái người có huệ căn thì họ sẽ không có như vậy. À, người huệ căn là họ không có truy cái nhân gần cả cái nhân xa nữa quý vị nha. Rồi, cho nên hành giả thấy rằng khi mà mình nổi giận một người nào đó giống như là chó mà nó giận cái cục đá đã làm cho nó đau vậy đó nha. Rồi, nãy giờ tôi đánh một vòng bao la để cho các vị hiểu bài kinh này nói cái gì. Bài kinh này nói một khi mà mình đã hiểu đạo như vậy đó thì tự nhiên mình không có muốn quay lại cái cách hiểu, cái cách nhận thức thế giới như là xưa giờ nữa. Vì nó cái cách nghĩ là cách nghĩ vô minh, cách nghĩ u mê, cách nghĩ tự làm khổ mình và khổ đời. À, trong khi mình hiểu Phật Pháp, nghe lòng nó nhẹ quá, nó sướng quá. Mà bây giờ làm sao mà quay trở lại được với cái kiểu ngồi nghĩ ngu xuẩn trước đây được nha. Đó. Cho nên ngài mới nói rằng khi vị ấy có được cái trí tuệ tế nhị, có cái trí tuệ sâu sắc, gọi là đã hâm thâm bát nhã ba la mật, đã hiểu tới nơi tới chỗ vấn đề, thì vị ấy lập tức viễn ly điên đảo mộng tưởng nha. Mà đã viễn ly đi đã mộng tưởng thì vị ấy còn cái tâm ý nào, còn cái hứng thú nào để mà quay trở lại với cái cách nghĩ mình điên đã mộng tưởng đến đây nữa. Các vị nghe kịp chưa? Đó. Cái bài kinh này nó sâu kinh hồn lắm, nhưng mà khổ mình đọc chánh cái mình hiểu không nổi là vì sao. Vì một lý do vô cùng và vô cùng dễ hiểu nhưng mà khó tin. Đó là thứ nhất, Đức Thế Tôn ngài nhìn vào cái bản tâm của cái kẻ nào đang ngồi trước mặt, cái ngài lựa cách nói nào mà hợp với họ nhất. Đó, đó là cái thứ nhất, cái đối tượng đầu tiên ngài nhắm cho người đó phải cho mình. Thứ hai, các vị tưởng tượng cái ngôn ngữ của một cái bậc đại thánh thuộc về một dân tộc khác mà cách mình về không gian là hàng ngàn cây số, về thời gian là hàng ngàn năm, thì các vị tưởng tượng đi. Tiếng Việt mà đời Nguyễn Trãi, tiếng Việt mà đời Hàn Thuyên, tiếng Việt mà đời Alexander Ross, sĩ Đắc Lộ trong phép giảng 8 ngày, tiếng Việt mà thời Lê Nguyễn Du, tiếng Việt mà cái thời mà Paulus Huỳnh Tịnh Của, cái thời Nguyễn Văn Vĩnh, cái thời mà coi như là Nguyễn Chánh Sắc, ông Hồ Biểu Chánh rồi đó. Tôi kể từ từ là mình đã thấy nó khác mình rồi. Rồi tới đó tiếng Việt của Tự Lực Văn Đòn, rồi từ nhóm tới tiếng Việt của cái nhóm Sáng Tạo mà sau 1954 mà Mai Thảo Tạ Tỷ vào Nam, rồi cái tiếng Việt mà của miền Bắc mà trước 75, rồi tiếng Việt của miền Nam mà sau 75. Các vị tưởng tượng là bây giờ có cái loại tiếng Việt mà cái thời mà Facebook nữa quý vị nha. Cái trong đêm mình có nghe tôi nói không ta? Có tiếng Việt Facebook nữa, ví dụ như chữ rồi nó kêu là rồi nha. Rồi nhiều lắm, tôi cũng không có lục lạo nhiều lắm, nhưng mà tôi có nhiều cái lần tôi cũng bể mình đoán rồi bể mình nha. Rồi ok, thì cái việc tưởng tượng tùy cái bối cảnh, tùy không gian thời gian ha, rồi tùy cái tâm thức văn hóa của từng thời kỳ ha,
Cho nên nhiều khi mình xem kinh mình thấy có nhiều cái bài chỗ nói ra thì nó có gì cũng dễ hiểu được, nhưng mà không nói nghe phải nói là nhức cái đầu nha. Thì nội dung bài kinh này nói cái gì? Nói rằng một khi mà mình quan sát thế giới này mà bằng cái nhìn rốt ráo thông qua bốn cái thể tài, một là sắc. Sắc là gì? Từ đó thì mình kêu nhà cửa rồi nam nữ đẹp xấu dài ngắn ha, trong ngoài trắng đen ha. Bây giờ tất cả gom nó nằm trong cái sắc pháp thôi đó. Hành giả thấy rằng việc tất cả chỉ là sắc pháp, cái mà mình thương ghét chỉ là sắc pháp thôi đó. Rồi thọ, toàn bộ thế giới này nó được thiết lập trên thọ, tức là trên cái cảm giác đó. Do trốn cái mình khó chịu, do đi tí kiếm tìm cái mình dễ chịu, người ta chuyện gì cũng làm, có kẻ đó thì đi trốn cái khó chịu tìm cái dễ chịu bằng cách là sát sanh trộm cướp lão để có một cái chiếc xe đi cho nó dễ chịu, chứ chiếc xe mà ngồi sóc nó cũng khó chịu, có một cái nhà ở sao cho nó dễ chịu, có con vợ, có cái thằng chồng rồi mà hot boy hot girl cho nó dễ chịu nha. Nói chung là chỉ chạy theo nha. Chỉ vì chạy theo cái gọi là, các vị còn nghe không, chỉ vì chạy theo để mà giải quyết cái cảm giác thôi đó. Các vị tưởng tượng đi, các vị có là Phạm Thiên cũng chỉ để giải quyết vấn đề cảm giác à. Ở đây có một cái vị rất là tào lao, không biết mình đang giảng hay sao mà cứ chat mình nói tầm bi tầm ba. Ok rồi, rồi bây giờ đó là tôi nhắc lại từ Phạm Thiên nha. Phạm Thiên tu đắc thiền này thiền kia cũng chỉ để vấn đề giải quyết cái vấn đề cảm giác thôi. Tức là hồi xưa không có thiền định khỉ gì hết, sống trong năm dục vị đó thấy khổ. Nhiều kẻ thì có được sắc thân khí vị xúc thì thấy sướng, nhưng mà cái ông thầy này ông lại chán đó, ông mới bỏ, ông nghĩ ông tu thiền. Ông thấy thiền sơ thiền nó đã hơn dục. Ít bữa cái ông thấy sơ thiền nó dởm, ông chán cái thiền, cái sáng chán sơ, cái nhảy lên nhị, chán nhị lên tam, chán tam lên tứ, chán tám lên tứ lên ngủ, chán sắc lên vô sắc. Có nghĩa rằng mà rồi bây giờ trong cái cõi thấp cũng vậy à, chán cõi thấp mình tại sao mà mình không muốn mặc áo này nữa mà đổi áo kia, không muốn ăn món này mà đổi món nọ, là toàn bộ thế giới này chỉ là giải quyết vấn đề cảm giác thôi đó, nhớ nha. Cho nên hành giả tu tứ niệm xứ mới thấy rằng ồ, thì ra toàn bộ đời sống này chỉ là vấn đề cảm giác thôi, trốn khổ tìm vui nha. Rồi rồi nếu mình nói riêng cái chữ thọ này đó, tôi xin khẳng định ở đây chỉ nói về cái chữ thọ này không đó, thì ba đời chúng ta nói chưa đó hết, 84.000 kiếp sống nó không hết chữ thọ này. Bởi vì toàn bộ Phật pháp chỉ nói về một chữ thọ, nói vậy không có sai nha. Bởi vì rõ ràng rằng toàn bộ cái cuộc trầm luân của mình chỉ là cái hành trình trốn khổ tìm vui. Đấy, bây giờ hành giả tu tứ niệm xứ rồi, thích thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, muốn niệm cái gì đó tùy. Nhưng mà trong đó chỉ riêng cái thọ là đã gồm đủ ba đời mười phương vô lượng vũ trụ và nhất thiết chúng sanh trong đó rồi. Các vị nghe kịp chưa? Đấy, mà hành giả mà thấy rõ rằng thiện ác gì đi nữa cũng là nằm trong cái thọ, nó không đi đâu hết trơn. Toàn bộ cái nhu cầu tâm sinh lý của chúng trong đời này, dù về tinh thần hay vật chất, tất thảy đều nhắm đến một mục đích duy nhất, đó là giải quyết cái cảm giác đó. Vì muốn chạy trốn cảm giác này, có đến được với cảm giác kia, cho nên người ta mới có kẻ thì làm thiện, có kẻ thì làm ác, có cái thì tu thiền, có kẻ thì làm thầy tu, có kẻ ở ngoài làm cư sĩ, có kẻ sống độc thân, có người đi lập gia đình. Nói chung toàn bộ đời sống của chúng ta là chỉ giải quyết vấn đề cảm giác, cảm xúc đó. Hành giả thấy như vậy mới nản. Mà từ lúc hiểu được tới nơi tới chốn cái thọ đó, hành giả không có muốn quay lại cái dốt trước đây nữa. Các vị nghe kịp không? Rồi tới cái thứ ba là cái tưởng. Toàn bộ vũ trụ này nó nằm trong cái tưởng thôi, quý vị có biết không? Nói như vậy không có sai. Tưởng ở đây gồm có dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Dục tưởng là sao? Tự nhiên cái lấy muối, lấy đường, lấy nước, lấy tầm bậy tầm bạ, bỏ vô lá lá lá, trộn nấu sao lên, gọi là canh, đồ kho, đồ xào. Rồi cũng lấy chút xíu đường, chút xíu muối, chút xíu nước, bỏ vô, rồi bỏ tầm bậy tầm bạ vô, đường, đậu, vậy đó gọi là chè, gọi là xôi. Như vậy thế giới này nó là concept, nó là idea, nó là thế giới của những ý niệm, của những ý tưởng, của những quan niệm, chỉ vậy thôi quý vị. Rồi đẹp trong mắt thằng Tèo nhưng mà nó xấu trong mắt thằng Tí.
nữ nó khoái nam, rồi nam nó khoái nữ, rồi đê đê gì đó, thì là lại khoái cùng phái đó, nó bị chết như vậy đó. Rồi rồi coi như nó là thế giới này, cái ông hưởng dục đó, thì ông có bài ra nào là hội họa, kiến trúc, âm nhạc, tùm lum hết. Thì mỗi một cái ngành, một lĩnh vực chuyên môn như vậy, thật ra nó thì A-tì-đàm nó chỉ là tưởng thôi, nó chỉ là cái quan niệm, nó là khái niệm. Mà đã nói quan niệm và khái niệm thì giá trị của nó rất đổi là tương đối. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đẹp ở đây nó chưa chắc đẹp đằng kia. Đẹp lúc này chưa chắc nó đẹp ở lúc khác. Ở phương diện này, ở khía cạnh này, ở lĩnh vực này, cái chuyện đó là hay. Nhưng mà ở phương diện khác, khía cạnh khác, cái chuyện đó không hay. À, các vị nghe kịp chưa? Thí dụ như có biết bao nhiêu người họ tìm đủ cách để đừng có con, thì bác sĩ họ tìm đủ cách để họ cho mình có con, giải quyết cái vấn đề vô sinh hiếm muộn của mình. Nhưng mà có những người không ngừa, mà ngừa không được, thì bác sĩ họ cũng tìm đủ cách để cho mình ngừa. Như vậy thì tôi hỏi các vị vậy chứ bây giờ cái chuyện mà có con mà không có con, nó cái nào tốt hơn cái nào? Trời biết. Cái ai mà cần con thì cái chuyện có con rất là tốt, cái chuyện vô sinh là chuyện không nên. Nhưng mà ai sợ con, ai sợ bồng ẩm, ai sợ bú mớm chăm sóc, ai sợ phiền phức, thì lại thấy cái chuyện vô sinh nó hay. Đó, nó khổ như vậy. Bởi vậy nên bên Tàu các vị biết là người ta nói là bất hiếu hữu tam mà vô hậu vi đại. Có ba tội mà không có nói giỏi là tội nặng nhất. Đó, rồi chưa hết. Trong cái tiếng Tàu á, cái chữ nữ mà đứng kế bên cái chữ tử thành ra chữ hảo, có nghĩa là trên đời này không có cái gì nó tốt cho bằng đàn bà mà có con. Bởi vì đàn bà mà không có con, thế giới này là biến mất, xóa sổ. Và quyền lợi của một người đàn bà trong cái xã hội phong kiến đời xưa đó tùy thuộc vào chuyện bà có con hay không, con trai hay con gái. Và đứa con trai đó là giỏi hay dở, tỉnh hay là khùng, xấu hay là đẹp, khỏe hay là bệnh nha. Cho nên đứa con đó là vận mệnh của bà mẹ. Cho nên từ cái ý niệm xã hội ấy nó đã đi vào trong cái lĩnh vực ngôn ngữ, chữ nữ mà kế bên chữ tử là đàn bà và có con là chữ hảo, kịp chưa? Rồi rồi là mai mốt bây giờ mình chán cái dục giới, bây giờ mình nhảy lên trên sắc giới nè. Có kẻ chán dục cái đèn tu thiện, tu lên sao ta, để cục đất, để cái tô nước niệm nước đất 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 đất, thắp cái đèn niệm lửa. Rồi niệm xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng, cứ lấy một cái đề mục niệm hoài, niệm chừng nào mà cái tâm nó khắn vào trong đó đến mức mà mình đắc sơ nhị tam tứ thiền. Rồi trên cái trình độ định tâm ấy, người này có thể thị hiện các loại thần thông. Họ nhìn mặt nước, họ chỉ cần niệm, họ chỉ cần suy nghĩ thôi, đất đi là lập tức nó làm đất. À, mà nhìn mặt đất họ nói nước đi là họ độn thổ cái rẹt, giống như người ta lặn vậy đó. Người ta nhìn qua một khoảng không, người ta nói đất đi là người ta có thể bay trên đó, người ta đi trên đó tỉnh bơ. Thì như vậy là tưởng chứ còn gì nữa nha. Như vậy thì mình hưởng dục, mình cũng sống trong tưởng. Ba cái kiến trúc, hội họa, âm nhạc, kỹ móc gì đó, nó là tưởng. Tưởng cấp thấp gọi là dục tưởng. Cao hơn một chút, chán dục mà nhảy qua tu thiền thì nó lên tới thiền tưởng. Thiền tưởng là sao? Thì lại cũng là tưởng nữa, nhưng mà nó cao cái chỗ là nó không phải là cái phương tiện để mình hưởng thụ, mà nó là phương tiện để mà mình hàm dưỡng tâm linh, đào luyện cái khả năng tập trung tư tưởng. Còn quán tưởng là sao? Có nghĩa là trong tuệ quán buổi đầu hành giả là phàm phu 100%, thì bắt buộc hành giả phải xài cái tưởng của thiền quán thôi. Thí dụ như thở ra, biết thở ra, thở vào, biết thở vào, rồi biết đây là tâm tham, đây là tâm sân. Tôi nói một lần nữa nha, cái tâm tham tâm sân mà mình ghi nhận nó buổi đầu vẫn là chế định, vẫn là tục đế, bởi vì mình biết theo sách, biết theo thầy. Một ngày nào đó mà bà con nhận ra nó bằng chính trí tuệ của mình mà quan sát trên cái khía cạnh bản chất chân đế của nó đó, lúc đó mới là chân đế, mới là đệ nhất đạt. Chứ còn mà cái kiểu mà mới vô tu sơ cơ, đi Upandita, Ba Ốc, Sumin, Mahasi, Mahasiddh, rồi cứ vô cũng hết vô, biết vô, ra biết ra, ra dài biết ra, dài vô dài, biết vô dài, ra ngắn biết là ra ngắn, vô ngắn biết là vô ngắn. Thì tất cả cái biết đó buổi đầu vẫn là tưởng thôi quý vị, là chưa hết đâu. Hành giả còn quán ra là này, này, này là tóc, đây là móng răng da, thịt gân xương, nhĩ thận, tim gan.
Tất thể những cái này nó chỉ là tưởng thôi quý vị. Là vì sao? Vì mình có thấy ở đâu? Tóc còn thấy, lông móng, răng da còn thấy, còn ba cái tủy thận tim gan là sao mà thấy? Phải sợ tưởng thôi quý vị nha. Nhưng mà cái tưởng này nó cao cấp. Cái tưởng mà của dục là mình tưởng mình thực dục. Còn cái tưởng của thiền là mình tưởng để mình tập trung tư tưởng. Còn cái tưởng mà của quán, của Vipassana, của tứ niệm xứ là cái tưởng này nè. Là cái nền để mai chiều á, nó chuyển qua bên trí chứ không còn là tưởng nữa. Các vị nghe kịp không? Trong rung còn nghe không? Ấn quá ấn đi. Rồi tắt xong. Rồi. Dạ đó, đó là tưởng, cái là vị tỳ kheo là hành giả đã quan sát tới nơi cái chỗ thấy cái thế giới này là thế giới của tưởng, sắc tưởng, thinh tưởng. À, sắc tưởng là gì đó, cái gì thấy không? Tự nhiên đẹp, xấu, dài, ngắn, rồi trong, ngoài, trên, dưới, trắng, đen, lớn, nhỏ, cái đó phải sắc tưởng thì còn gì nữa. Rồi thinh tưởng. Tại sao mà mình nghe mình biết đó là ca cổ, là hát sẩm, là ca trù. À, rồi tại sao biết cái đó là quan họ, cái đó là tài tử cải lương, cái đó là giao hưởng cổ điển, cái đó là Mozart, Chopin, rồi Beethoven, tùm lum, tại sao mình biết? Đó là thinh tưởng. À, rồi khí tưởng, tại sao biết mùi này, mùi kia, mùi Gucci, Chanel, tùm lum, biết mùi nước mắm khác, mùi nước tương, biết mùi chùa nó giống mùi châu hũ, tại sao mình biết? Là tại vì đó là khí tưởng. Còn vị tưởng, tại sao mà mình nói đây là chua, ngọt, mặn, mùi béo là tại sao? Là bởi vì đó là vị tưởng. Còn xúc tưởng là sao? Nặng nè, nhẹ nè, rồi thô, nhám nè, cứng nè, mềm nè, lạnh nè, nóng nè. Cái đó gọi là xúc tưởng nha. À, tôi biết trong số mấy người quen tôi, nhiều người quái gở lắm. Đánh răng họ khoái cái bàn chải thiệt là mịn, thật là mềm. Thậm chí có người đó, họ còn xả cái bàn chải của bê, của baby, mấy thằng nhóc nữa, cho nó mềm. Nhưng mà bên cạnh đó có khối kẻ mà tôi biết. Họ nói ước gì mà họ có thể lấy rễ tre để mà họ chà cho cái răng của họ. Mà làm gì nó kỳ, nó mỏi rợ quá đi. Cho nên họ đầm mới mua cái bàn chải cứng rồi xả cái gì biết không? Đó là xúc tưởng. Đánh răng thôi đó, mà mỗi một người lại cũng sẽ thích khác nhau. Rồi nói người họ nói với tôi, họ nói họ không có thích nằm giường nệm, nó đực dữ lắm. Họ nói cho họ một cái chiếu thôi, cái chiếu mà chiếu lát là họ đã thấy sung sướng rồi nha. Mà có người là phải nằm nệm, mà nệm đủ thứ, nệm Thụy Sĩ thì nệm em xa, Mỹ thì nệm Tempur, Việt Nam thì nệm Kim Đan, tùm lum là ra. Rồi có người thì thích lấy bông gòn mà làm gối, có người là thích rơm làm gối, có người lấy ba cái hộp tao, hộp nhựa đó làm gối. Có người lấy bông gòn hoặc là mấy cái bông cotton đó làm gối, lắp 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 la, thì cái đó được gọi là xúc tưởng nha, xúc tưởng. Rồi tại sao là mình ngồi cái chỗ chật hẹp, mình thấy khó chịu, mà mình liếc qua mình thấy đó là một người con gái, là tự nhiên mình thấy cái chật đó là hay. Mà mình liếc qua mình thấy có đó là cái người mà ép mình là hot boy, mình thấy nó hay. Là tại sao? Đó là xúc tưởng mà nó đi chung với pháp tưởng. Tức là cũng thịt đó, cũng mồ hôi, hôi rình đó. Nhưng mà do mình liên tưởng tùm lum tà la cho nên mình bèn thấy hay đó, đó gọi là xúc tưởng. Còn pháp tưởng là sao? Là cũng cái chuyện đó mà tùy lúc mình suy nghĩ, có lúc chuyện đó nó làm cho mình thấy thích. Rồi có lúc cũng chuyện đó mà nó làm cho mình thấy giận, thấy buồn, thấy sợ, thấy giận nha. Rồi đó, rồi cái pháp tưởng thì nó bao la, nhưng mà gom chung lại là bất cứ cái đề tài gì, bất cứ cái đối tượng nào mà không cần tới năm giác quan vật chất để nhận biết thì ta bèn gọi chung đó là pháp, cảm pháp. Và bất cứ một cái ý niệm, một cái quan điểm, một thành kiến, một định kiến, một biên kiến, một tưởng tượng, một suy diễn, một liên tưởng nào trên cái pháp, cái cảnh pháp, mình gọi nó là pháp, pháp tưởng. Các vị nghe kịp không? Mệt quá đi rồi, nó gọi là pháp tưởng. Một cái hành giả mà hiểu tới nơi cái chốn cái chữ tưởng như vậy đó thì đâu có còn muốn quay trở lại cái dốt trước đây nữa. Bởi vì khi mình hiểu được như vậy mình nhẹ lắm, chị biết không? Có những cái thứ kiến thức có thêm nó chỉ chất thêm gánh nặng trong lòng mình. Nhưng có những thứ kiến thức có nó rồi, nó làm mình trở nên nhẹ hơn. Cái đó có không ta? Đồ đạc cũng vậy. Có nhiều món có nó làm cho mình trở nên nặng nề hơn. Nhưng có nhiều cái món đồ đạc có nó làm cho mình trở nên thoải mái hơn. Có không? Tôi ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ tự nhiên các vị có một chiếc xe đắt tiền đi. Nó nặng mấy tấn kệ cha đó. Nhưng mà tôi dám bảo đảm, các vị có một chiếc xe đắt tiền là coi như có nó, các vị chỉ thêm sung sướng thôi. À, thêm nhẹ nhàng thoải mái. Trong khi đó, trong nhà mình thôi, nó có từng đến chùa cũng có, nhà cư sĩ cũng có. Tôi gặp có những cái nhà mà vô tôi thấy họ chánh đồ, tôi hãi hùng.
cái bánh hộp bánh mà bằng sắt tay ăn xong cũng không có dục chắc ở đó, hộp giấy ba cái thùng cạc tông cũng để đó, rồi ba cái báo cũ cũng để đó, lon sữa bò cũng bỏ đó, rồi đến nữa cái bao ni lông mà gói mì tôm ăn xong rồi cũng xếp ngay ngắn để đó. Trời ơi, có những cái món đồ mà chất càng nhiều nó làm cho mình càng nặng nề, càng gọi là bẩn mắt, càng khó chịu, càng nặng lòng. Nhưng có những món đồ nó có, nó làm cho đời mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, sung sướng, tiện nghi. Kiến thức cũng vậy, nó có những cái biết mà nó chỉ làm mình trên nặng nề, nhưng có những cái biết nó đem mình ra khỏi cái sự nặng nề ấy. Cho nên Krishnamurti có nói, hãy thấy sự thật, anh sẽ được tự do. Còn Phật nói khác, hãy thấy được. Ông Krishnamurti ông nói là thấy sự thật của Đức Phật, người nói là hãy có tri kiến như thật thì con sẽ được giải thoát. Đó, do tha phụ tăng cha nào tí, có được cái tri kiến như thật thì con sẽ được giải thoát. Còn Krishnamurti thì nói hãy nhìn ra sự thật thì con sẽ, anh sẽ được tự do. Hai cái câu này đồng nghĩa nhau nha. À, khi mình thấy ra như vậy rồi thì làm sao